time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. And the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright.
quý dự lễ ngày hôm nay. Đồng quần của hai gia đình có cơi trầu dâng lên tổ tiên nhà gái để xin phép tổ tiên nhà gái đường đón cháu Quỳnh về làm dâu con của gia đình họ Hàn nhà chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn các trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai. Và thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay thì xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta hãy cùng cảm ơn với bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái. Bác sẽ có đôi lời tắt từ và chào sâu trân trọng điều kính mời. Giờ này đây, một sự quan tâm của gia đình nhà trai tôi thay mặt đại diện cho gia đình nhà gái lời. Xin được tiếp nhận những ý kiến của gia đình họ nhà trai. Đưa cháu Quỳnh về họ nhà trai ở đây để làm lễ tân hôn với hai cháu. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều. Và ngay lúc này thì ban tổ chức chúng tôi rất mong muốn rằng một số vấn đề của hai ông được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng ạ, và ngay lúc này thì xin được trân trọng được kính mời chú rể Quỳnh Trang sẽ cùng theo trên thái bác trưởng đoàn để lên nhà đón cô dâu và thắp hương cho báo gia tiên tổ đường. Xin được trân trọng kính mời. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được thay lời cho đại gia đình ông Long bà Huyền xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. I could stay like this forever following you. Just don't get too far and I'll be right where you are. Xin mời các bạn hãy dành một ngày cúi chào để so mắt và cảm ơn đến toàn thể quý vị. Xin mời. Mến và đang hiện diện trên sân khấu ngay lúc này là sự hiện diện của cặp đôi tân lang và tân gia nhân, cô dâu Diễm Quỳnh và chú rể Minh Giang, hai gương mặt đẹp nhất dạng người nhất năm 2022. Và ngay lúc này thì xin mời cô dâu và chú rể sẽ dành một cái cúi chào để ra mắt và cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay đã đến đây và chung vui với ngày cưới của hai bạn. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay là một ngày rất tuyệt vời, ngày trọng đại đối với Diễm Quỳnh và Minh Giang. Bên cạnh đó, những người thân, những người thương trong đại gia đình cũng có những món quà để gửi tặng tới hai bạn nhân ngày hạnh phúc. Và món quà đầu tiên, ban tổ chức chúng tôi trân trọng được kính mời món quà đến từ hai bác Long Huyền là song thân phù mẫu thân sinh ra cô dâu Diễm Quỳnh. Xin được trân trọng được kính mời hai bác hãy cùng trở lên trung tâm sân khấu để dành những món quà yêu thương, ý nghĩa và quý giá của mình dành tặng cho hai con. Chúc cho hai con sẽ trăm năm hạnh phúc. Trân trọng được kính mời. Trân trọng được kính mời. Tiếp theo đến từ bà ngoại ạ. Ông ta
nguyệt sẽ duyên cho đôi vợ chồng trọn đời bên nhau. Câu trầu quà cưới đơn xưa thiêng liêng duyên tình muôn vàn thủy chung. Ngày vui hai họ gần xa chúc cho hạnh phúc vợ chồng đẹp đôi. Chúc nhau nặng nghĩa phu thê, chúc nhau nồng ấm yêu thương. Mừng ngày thành hôn có một người yêu mãi một người. Mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười. Mừng ngày thành hôn có một người yêu mãi một người. Mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười. Thay mặt gia đình nhà trai, chúng tôi xin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của gia đình nhà gái và cho phép chúng tôi đưa cháu Quỳnh về trên nhà để làm lễ tân hôn. Xin cảm ơn bác rất nhiều. Đón nghe từ bác trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái, bác sẽ có đôi lời đáp từ và cảm ơn. Xin được trân trọng kính mời. Thay mặt gia đình nhà gái, tôi xin chân thành cảm ơn đoàn, chúc đoàn hưởng lộ bình an về nhà trai, tổ chức lễ tân hôn cho hai cháu. Xin cảm ơn. Thưa quý vị thân mến, vậy là chương trình đại lễ vô quy chúc mừng ngày phúc cô dâu Diễm Quỳnh sánh duyên cùng chú rể Minh Giang đã được diễn ra hết sức long trọng và thành công tốt đẹp. Một lần nữa thì ban tổ chức của chúng tôi ngày hôm nay xin được thay lời cho đại gia đình ông bà Long Huyền và đỡ lời cho cô dâu xinh đẹp Diễm Quỳnh xin được gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến toàn thể quý vị ngày hôm nay đã đến đây và chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Thưa quý vị thân mến, và xin được thay lời cho đại gia đình kính chúc toàn thể quý vị sẽ có một ngày thật vui vẻ hạnh phúc. Chúc quý vị sẽ có một năm thật vui vẻ ý nghĩa và an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
chào đón sự hiện diện của toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các bạn trẻ nam thanh nữ tú, các vị quan khách gia đình của hai bên gia đình, đặc biệt đó chính là sự hiện diện của phái đoàn gia đình họ người gái đã có mặt tại hôn chứng cưới của gia đình họ người. Tiến lên phía trên là sự hiện diện của hai vị trưởng đoàn sẽ đại diện cho gia đình hội đẹp trai và gia đình hội đẹp gái để có những ý kiến phát biểu tại hôn lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Đúng là trong năm mới có một ngày và hôm nay mới có một giờ đẹp nhất mà gia đình hội đẹp trai chúng ta đã chọn, thưa quý vị thân mến, đó chính là ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2022, tức ngày 10 tháng 3 năm Nhâm Dần, gia đình ông bà Phượng Tuyến long trọng tổ chức đại lễ thành hôn cho hai con. Sự hiện diện của tất cả các cụ, các ông, các bà cùng với toàn thể quý vị quan khách xa gần đang có mặt tại hôn trình cưới của gia đình họ đẻ trai chúng tôi. Đó chính là một niềm hân hoan, một niềm vinh dự rất lớn tới gia đình họ đẻ trai chúng tôi, đặc biệt là đôi tân lang tân gia nhân. Xin được thay lời cho ban tổ chức, thay lời cho gia đình, người dẫn chương trình thành công xin phép được trịnh trọng tuyên bố lễ thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc đôi bạn trẻ, chú rể Minh Giang sẽ chuyên cùng với cô dâu Diễm Quỳnh, xin phép chính thức được bắt đầu. Xin chào quý vị thân mến, thì xin được là trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời phát biểu, những lời chia sẻ đến từ vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ đẻ gái. Xin được trân trọng kính mời. Được sự ủy quyền của các cụ bề trên cũng như vợ chồng Long Huyền, tôi thay mặt cho gia đình họ đẻ gái đưa cháu Quỳnh về làm dâu con ông bà Phượng Tuyến. Tôi xin giao cháu Quỳnh là dâu con ông bà Phượng Tuyến. Mong các cụ khôn thì các cụ sẽ ít, sẽ dài, sẽ nhiều. Xin
cảm ơn gia đình và nhà trai đã tiếp đón nồng hậu và thương mến gia đình và nhà trai tôi. Xin cảm ơn. Trân trọng cảm ơn những lời phát biểu, những lời chia sẻ đến từ vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái. Và xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai sẽ có ý kiến phát biểu đáp từ. Trân trọng kính mời. Hôm nay gia đình chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi vì có thêm một thành viên mới là cháu Quỳnh. Này gia đình chúng tôi xin nhận tất cả những gì mà bên nhà gái dặn dò trao đổi. Chúng tôi chân thành cảm ơn và chỉ biết chúc cho cháu Giang và cháu Quỳnh hạnh phúc viên mãn và là con dâu hiền và chẳng hảo của cả hai gia đình, và chúc cho ông bà Tuyến Phượng, ông bà Long Miền sẽ ngày ngày tình cảm bền vững và làm chỗ dựa vững chắc cho sự thành công của hai con. Xin chân thành cảm ơn. Trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ, những lời phát biểu đến từ hai vị trưởng đoàn. Và quý vị chúng ta đang được chứng kiến hình ảnh hai vị trưởng đoàn đang cùng dành cho nhau những chiếc bắp tay nồng hậu, những chiếc bắp tay nhiệt tình. Đó chính là thể hiện mối tình thông gia đoàn kết giữa hai bên gia đình. Xin một tràng pháo tay thật lớn nào. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời ông bà Vượt Tiến là bố mẹ tân sinh ra chú rể Minh Giang sẽ đưa hai con lên trên nhà hướng dẫn hai con thắp hương làm lễ gia tiên, kính báo với tổ đường của gia đình họ nhà trai chúng ta. Xin được trân trọng kính mời ông bà. Cháu xin được cảm ơn món quà hết sức ý nghĩa mà ông đã dành tặng và bình an trong cuộc sống. Và xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chúc sức khỏe ông nội của chú rể đi quý vị. Xin mời ạ. Và xin mời ông Hà cùng nắng lại sẽ có một ít giây phút ạ. Dành tặng món quà chúc mừng hai cháu trong ngày trọng đại hôm nay ạ. Xin trân trọng kính mời bác tại sân khấu để gửi tặng món quà của ông ngoại chúc mừng tới hai cháu trong ngày trọng đại hôm nay ạ. Xin mời bác.
Và xin được nói lời cho hai cháu xin cảm ơn sự hiện diện của bác rất nhiều ạ. Đã đại diện cho ông Hoài gửi tặng món quà chúc mừng tới hai cháu của mình trong ngày trọng đại hôm nay. Xin được cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Sau đó xin mời gia đình bác Bình Thành chuẩn bị ạ. Vâng, xin được cảm ơn gia đình bác rất nhiều ạ. Xin cảm ơn cái món quà hết sức ý nghĩa mà các bác đã dành tặng và chúc mừng tới hai cháu trong ngày trọng đại hôm nay ạ. Gia đình bác Hoan sẽ hiện diện lên sân khấu để gửi tặng món quà. Xin được cảm ơn món quà hết sức ý nghĩa mà các bác đã dành tặng và chúc mừng ạ. Và sau đó xin mời gia đình bác Phúc Khanh sẽ cùng hiện diện lên sân khấu để gửi tặng món quà chúc mừng hạnh phúc tới hai cháu. Sau 9 tháng 10 ngày hoặc nhiều nhất là 1 năm sẽ có những đứa con thật tháo khỉnh, thưa quý vị. Trai thì giống bố 10 người mà gái thì giống mẹ như người hôm nay. Một tràng vỗ tay thật lớn để mình chúc mừng quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. We'll be right back.
staring at you. So I'm crazy. Watch you bend that back for me. We won't stop. Got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking. But you, I know it. You know it. We make it. Drunk out my mind when we kissed for the first time in the
if I didn't chase you, would you even care? And if I lost my mind, would you come around? I will keep you safe and sound after all this time. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng tạm dừng những câu chuyện tâm giao trong một ít giây phút. Và xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chào đón sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Lâm, là bố tân sinh ra cô dâu Diễm Quỳnh, cùng với người con gái thân yêu của mình sẽ hiện diện tại khán phòng tiệc cưới ngày hôm nay. Hình ảnh người cha thân sinh ra cô dâu đang đưa con gái của mình tiến lên để trao tới một người đàn ông khác. Và từ ngày hôm nay, người đàn ông đó sẽ khai tố, nuôi dạy bảo cũng như chăm sóc con gái và yêu thương. Và xin mời chú rể sẽ trở xuống phía dưới để cùng đón nhận người vợ thân yêu của mình. Xin mời bố sẽ chào con gái thân yêu của mình tới chú rể trong ngày trọng đại hôm nay. Và xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng trong những khoảnh khắc tuyệt vời này ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Giới thiệu tới toàn thể quý vị, đó chính là chú rể Minh Giang và cô dâu Diễm Quỳnh. Giờ phút này đây, xin mời cô dâu và chú rể hai bạn sẽ cùng cúi chào để ra mắt, cũng như đón nhận những tình cảm, những lời chúc phúc tốt đẹp của toàn thể quý vị. Xin mời. Xin cảm ơn quý vị ạ. Và thưa quý vị thân mến, và trong ngày trọng đại hôm nay thì không thể thiếu được những người đã sinh thành ra cô dâu và chú rể. Và giờ đây chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chào đón sự hiện diện của quý ông bà là bố mẹ thân sinh ra cô dâu và chú rể. Và thưa quý vị thân mến, một niềm vui hơn xiết gia đình chúng tôi đang được ân hoan được chào đón sự hiện diện của toàn thể quý vị đã về tham dự, và đặc biệt là chúng ta cùng chúc phúc. Hãy dành những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa của toàn thể quý vị để cùng chúc mừng. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị, khách mời thân mến, và trước khi quý vị cùng chứng kiến những giây phút trọng đại tại đại lễ thành hôn ngày hôm nay cũng như bữa tiệc mừng để cùng chúc phúc cho đôi bạn trẻ, thì Thành Công xin phép được trân trọng giới thiệu hai bên gia đình ra mắt toàn thể quý vị quan khách. Và ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu về phía gia đình họ đại gái, trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Long và bà Lý Diệu Huyền, là bố mẹ thân sinh ra cô dâu Diễm Quỳnh. Trân trọng kính mời ông bà cùng tiến lên phía trên để đón nhận những tràng pháo tay tình cảm của toàn thể quý vị. Xin mời. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin mời ông bà cùng nhung mắt. Về phía gia đình họ nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Đường Thái Phượng và bà Nguyễn Kim Tuyến, là bố mẹ thân sinh ra chú rể Minh Giang. Trân trọng kính mời ông bà cùng tiến lên phía trên để đón nhận tình cảm chúc phúc của toàn thể quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị, khách quý thân mến, nhờ phúc ấm của gia tiên, gia đình ông bà Phượng Tuyến sinh hạ được chú rể Minh Giang, gia đình ông bà Long Huyền sinh hạ được cô dâu Diễm Quỳnh. Và ngày hôm nay, ngày lành tháng tốt, hai gia đình long trọng tổ chức đại lễ thành hôn cùng với bữa tiệc thân mật để cùng chúc mừng hai con và sự hiện diện của toàn thể quý vị khách quý đã có mặt tại khán phòng tiệc cưới ngày hôm nay. Đó chính là một niềm hân hoan, một niềm vinh dự rất lớn với hai bên gia đình chúng tôi, đặc biệt là đôi tân lang tân gia nhân. Xin được thay lời cho ban tổ chức, thay lời cho gia đình, người dẫn chương trình, Thành Công xin phép được trịnh trọng tuyên bố đại lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc đôi bạn trẻ chú rể Minh Giang sánh duyên cùng với cô dâu Diễm Quỳnh. Xin phép chính thức được bắt đầu. Xin được cảm ơn tình cảm của toàn thể quý vị cũng như màn pháo hoa đặc sắc của ban tổ chức. Thưa quý vị thân mến,
tất cả quý vị chúng ta lúc này đã được chứng kiến những giây phút trọng đại tại lễ thành hôn ngày hôm nay được diễn ra tại tư gia của gia đình bạn bè trai chúng tôi. Và giờ phút này đây thì xin mời quý vị sẽ cùng nối tiếp mạch cảm xúc tại lễ thành hôn để cùng chứng kiến những khoảnh khắc tiếp theo. Và sau đây xin mời quý vị và chú rể hai bạn sẽ cùng tiến lên phía trên để cùng chuẩn bị thực hiện nghi thức chào nhân cưới trong ngày trọng đại hôm nay. Và xin mời các bạn sẽ cùng với những cách của nhau để cùng chuẩn bị trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng. Chiếc nhẫn cưới tuy nhỏ bé nhưng lại là kỷ vật vô cùng thiêng liêng, minh chứng cho tình yêu, sự chúc thủy của các bạn trẻ. Họ sẽ cùng trao tặng cho nhau chiếc nhẫn cưới kỷ vật sẽ mãi mãi là bằng chứng cho tình yêu của các bạn để trao tặng cho nhau trong ngày hôm nay. Xin mời. Và trước tiên xin mời chú rể Minh Giang hãy chào cho cái hạnh phúc của mình tới người vợ, đó chính là cô dâu Diễm Quỳnh. Kể từ ngày hôm nay đến suốt cuộc đời, chiếc nhẫn cưới này sẽ mãi mãi là bảo chứng cho tình yêu, sự chung thủy của bạn dành tặng tới người vợ của mình. Và xin mời Diễm Quỳnh cũng hãy trao chiếc nhẫn hạnh phúc của mình tới người chồng, đó chính là chú rể Minh Giang. Để một lần nữa, chiếc nhẫn cưới sẽ mãi mãi là bảo chứng cho tình yêu, sự chung thủy của các bạn dành tặng cho nhau. Và các bạn hãy giơ cao gặp nhớ hạnh phúc của mình vừa trao lên nha, để tất cả quý vị chúng ta cùng chúc phúc cho các bạn trẻ. Từ ngày hôm nay thì họ đã chính thức lên duyên vợ chồng. Xin mời. Xin cảm ơn quý vị ạ. Và một khoảnh khắc ngọt ngào vừa rồi chúng ta họ sẽ cùng trao tặng cho nhau trong ngày hạnh phúc hôm nay thưa quý vị, đó chính là khoảnh khắc vừa rồi chúng ta họ sẽ cùng trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, một nụ hôn sẽ mãi mãi đi suốt cuộc đời, suốt hành trình hôn nhân của các bạn. Và thành công xin phép được đến một thời gian từ 3 tới 1. Lúc đó rất mong muốn quý vị hãy dành những tràng tay thật lớn thay những lời chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong ngày trọng đại hôm nay ạ. Và cô dâu chú rể ơi, hai bạn hãy sẵn sàng đi ạ. Cô dâu hãy đặt đôi tay của mình lên bờ vai vững chắc của chú rể. Và chú rể hãy đặt đôi tay của mình lên bờ eo thon thả cô dâu đi ạ. Và khoảnh khắc ngọt ngào này xin phép được bắt đầu. Xin mời. Và quý vị vỗ tay thật lớn lên đi ạ. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và xin được chúc cho một lần của chú rể của chúng ta sẽ mang lại hạnh phúc bên nhau. Và xin mời các bạn sẽ cùng di chuyển ra phía bàn bánh ngọt, cùng tay trong tay đặt lên chiếc bánh ngọt hạnh phúc. Và chiếc bánh ngọt đã được cắt ra thể hiện cho những tình yêu ngọt ngào, những tình yêu trong trắng của lứa bạn trẻ họ đã cùng trao tặng cho nhau trong ngày hạnh phúc hôm nay. Một tình yêu luôn luôn chưa còn sẻ người, họ sẽ cùng nhau xây kết với nhau khi từng sức cuộc đời. Và sức của các bạn sẽ được tiến chuyển ra phía thác ly để cùng rót rượu xung quanh trong ngày trọng đại của các bạn. Xin mời. Hai bạn sẽ cùng tay trong tay rót rượu sâm banh lên thác ly, thể hiện cho tình yêu vững chắc của các bạn dành tặng cho nhau. Thưa quý vị, họ sử dụng banh đã được rót ra, thể hiện cho những tình yêu đáng bảo, những tình yêu nồng cháy và nồng nàn mà đôi bạn trẻ Minh Giang và Diễm Quỳnh họ đã cùng trao tặng cho nhau trong ngày hạnh phúc hôm nay. Từ ngày hôm nay tới suốt cuộc đời thì trái tim của Minh Giang sẽ mãi mãi hòa chung một nhịp đập, hòa chung một dòng chảy của tình yêu và hạnh phúc, sẽ mãi mãi hòa quyện với Diễm Quỳnh. Họ sẽ nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Xin các bạn cùng tiếp tục theo sự sống mạnh lên thác ly trong ngày hôm nay. Xin mời. Và trong ngày trọng đại của hai con đã thực sự vòng tròn, bố mẹ có những món quà hết sức ý nghĩa dành tặng và chúc phúc tới hai con. Và xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng chứng kiến
hình ảnh ông bà thượng quý là bố mẹ tôi sinh ra chú rể Vinh Giang sẽ được trao tặng cho hai con của mình những món quà thân yêu để thêm những lời chúc con đẹp nhất tới hai con. Xin được trân trọng kính mời và xin được trân trọng kính mời ông bà sẽ cùng chuẩn bị món quà để cùng chúc con tặng tới hai con trong ngày trọng đại hôm nay. Xin mời ông bà. Tôi rất vinh dự xin được theo lời cho hai con. Chúc con xin được cảm ơn bố mẹ đã dành tặng những món quà ý nghĩa. Chúc mừng hai con trong ngày hạnh phúc hôm nay. Và hai con xin kể cầu chúc tới bố mẹ hai bên sẽ có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Và chúc con cũng xin hứa với bố mẹ sống trong cuộc sống có nhiều khó khăn, có nhiều vất vả. Chúc con xin nguyện chung sống hạnh phúc với nhau đi tới suốt cuộc đời để không phụ lòng mong đợi mà bố mẹ hai bên đã dành tặng và chúc phúc hai con trong ngày trọng đại hôm nay. Một tất nhiên đưa về và chúc quý vị cùng với gia đình chúng tôi cùng nâng ly cùng chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Đường Quý Bình đại diện cho hai bên gia đình đã có những lời cảm ơn tới sự hiện diện của toàn thể quý vị quan khách đã về tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa toàn thể hội trường, thay mặt gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả sự hiện diện đông vui của tất cả quan khách đã không quản đường xá xa xôi từ Sài Gòn, Hà Nội, Vĩnh Phúc đến dự tiệc vui của hai bạn chúng tôi. Cho tôi xin chân thành cảm ơn và chúc lời chúc tốt đẹp nhất, chúc mọi người có một buổi tiệc vui, ngon miệng và an lành. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị thân mến, và trong ngày hạnh phúc của hai con đã thực sự vun tròn, để chúng con được cảm ơn bố mẹ hai bên đã tác thành hôn sự cho chúng con. Và giờ phút này đây xin được đưa vào chú rể sẽ cùng nâng ly rượu để chúng con được mời bố mẹ trong ngày trọng đại hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời chú rể sẽ nâng ly rượu để ra mắt cũng như mời bố mẹ cô dâu. Và xin mời cô dâu sẽ nâng ly rượu để ra mắt cũng như mời bố mẹ chú rể. Và trân trọng kính mời quý ông bà sẽ cùng đón nhận ly rượu của hai con trong ngày trọng đại hôm nay. Và xin mời cô dâu và chú rể, hai bạn cũng sẽ nâng ly rượu của mình lên để uống rượu giao môi trong ngày hạnh phúc hôm nay. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý ạ. Cùng nâng ly thật cao lên đi ạ. Xin mời. Và thành công xin phép được bắt nhịp mừng hai ta. Xin quý vị có thể đồng thanh hô thật lớn là chúc mừng hạnh phúc. Được không quý vị? Sẵn sàng à? Cùng nâng ly lên đi ạ. 1, 2.